Và có nên mang y nguyên trang phục các nước Thái Lan, Miến Điện về Việt Nam trong các lễ dân y hiện nay không? Thì tùy thôi, giống như bây giờ ai thích mặc áo dài thì mặc áo dài, ai thích mặc váy mặc váy, ai thích mặc quần đùi thì cứ mặc quần đùi, ai thích mặc quần tây thì mặc quần tây ha. Cái đó là cái sở thích cá nhân. Sư không phải là một nhà thời trang, sư không phải là một nhà xã hội học, sư chỉ là một thầy tu, chỉ là một tu sĩ. Cho nên ấy, đối với một tu sĩ thì cái chuyện quý vị mặc một cái trang phục gì đó, chỉ cần nó đủ kín đáo là được, chỉ cần lịch sự, đủ kín đáo là được. Và trang phục đó không nên lòe loẹt, trang phục đó không nên phô trương những cái phần da thịt của cơ thể để nó kích thích cái lòng tham dục của chúng sanh khác. Và cái bản thân cái sự phô trương đó cũng không cần thiết khi quý vị đi đến chùa. Ngoài ra đó, quý vị thích cái kiểu gì đó là chuyện của quý vị. Đạo Phật vốn dĩ là một đạo tự do, chứ chúng ta không phải, không nhất thiết là cần phải có một cái y áo như thế nào đó để người ta nhận ra à đây là một người Phật tử, thì không cần. Cá nhân sư thì sư thấy không cần, thời Phật không có. Cho nên cái gì Phật không chủ trương thì sư không khuyến khích, sư không kêu gọi ha.